Và như vậy là cú phá bi đầu tiên sẽ thuộc về tay cờ Nguyễn Phúc Long. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã có những lời quan tâm. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cú đề pa đầu tiên của anh Nguyễn Phúc Long. Vâng, và cái việc nhấp này nó là đề pa của đề pa các bạn ạ. Vâng, như vậy là anh Phúc Long đã ăn được con mui mục tiêu số 1. Sẽ là một trận thi đấu chạm 9 ạ, và trận chung kết sẽ là trận thi đấu chạm 11. Vâng, một cuối cú đẩy cú lấy áp phê 2 băng. Bây giờ sẽ là một cái cú đánh 1 băng thôi, bị cái là khu vực giữa bàn. Má như thế nào đây? Ồ, má này khá khó chịu nha. Thứ nhất là cái áo của anh Long nó sẽ dễ chạm qua bi số 5. Thứ hai là nó hơi với một chút xíu. Để xem có vấn đề gì không. Vâng, khá lấn cấn đấy ạ. Và có lẽ xem một cú ép 2 băng từ anh Phúc Long. Quá tốt. Vâng, lấy má lụt đi. Bây giờ sẽ đẩy cú lê 1 băng ra có bị số 6 vào lỗ giữa. Cứ thẳng tắp là đẹp nhất. Vâng, như vậy là điều bị số 6 cùng lỗ. Có lẽ là hơi sượng một tí. Hơi sượng một tí thôi. Nhưng mà có lẽ vẫn hoàn toàn là ổn. Một đường điều đẹp mắt của anh Phúc Long các bạn ạ. Một đường điều phải nói là cực kỳ đẹp mắt đến từ tay cờ Nguyễn Phúc Long. Rất hay. Vâng, những cái đường điều cực kỳ đơn giản các bạn ạ, nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Vâng, và sẽ là 1-0. Sẽ là 1-0 cho tay cờ Nguyễn Phúc Long. Rất hay, một chấm run out đầu tiên. Ngày hôm nay thì còn những 4 lượt trận của vòng 2, sau đó là bán kết và chung kết, thì cho nên là phải đánh sớm như thế này thì mới kịp thời gian. Ngoài ra thì còn cho các tay cờ chúng ta nghỉ ngơi giữa giờ, giữa những trận đấu cực kỳ căng thẳng nữa.
Với cả để mà có thể kiếm được 250 triệu về với túi của mình thì chắc chắn rồi. Cũng phải hơi khổ một tí. Như vậy anh Phúc Long vẫn có thể ăn được con bi số 1. Đường này không biết là anh có muốn cân luôn con bi số 2 để ra con bi số 3 không? Con bi số 3 tôi cảm nhận là khá dễ rồi. Hay, cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy là hơi cò tay một chút là có bị số 4 hay chăng? Hơi cò tay một chút. Hãy cùng xem cái đường đánh bằng lết này. Và với cái đầu gậy nó không thoải mái cho lắm thì anh có gặp rủi ro gì không? Và 6 rồi qua đầu 9, liệu có tai nạn không? Vâng, ok. Bây giờ thì anh chấp nhận là đánh con bi số 4 lỗ giữa với thứ nhất là cái má nó nhìn hơi khó chịu và thứ hai là con bi cái thì hơi côn băng. Vâng, đã trượt rồi. Nhưng mà trượt thì ra khá khó chịu. Giờ đây để cho anh Hoàng một cái đường chém mỏng con bi số 4 vào lỗ góc bên tay phải phía sau màn ảnh của các bạn đây. Liệu có một cái cú đánh thoát tay hay không? Một cú đánh thoát tay hai bằng, chạy về xuyên khe 6-7, dựng một bằng thêm nữa. Hơi va chạm một chút con bi số 7 nhưng vẫn hoàn toàn là ổn cho Dương Quốc Hoàng. Bây giờ thì để lại cho anh một cái đường trù khá xa. Khá xa thôi nhưng vẫn có thể là chơi được. Oh no. Còn đường thì chắc chắn là phải chơi ở con bi số 6 rồi. Không có lý do gì để không chơi cả. Và nếu như mà hết đường thì chạy đạn như thế nào đây? Có lẽ là cầm nối thôi. Vâng, vẫn có thể ăn được bình số 6 rồi, tốt. Vâng, con này đẩy cú lên một băng thôi. Ra 8 thế nào cũng có thể sau đó ăn 9 một cách dễ dàng. 9 đang ở cửa lỗ thôi. Ba con bi để quân mình tỷ số 1 đều. Vâng, như vậy tỷ số là 1-1. Anh Phúc Long bị điều ra con bi số 3 với cái cầu tay nó hơi khó chịu. Và sau đó thì anh bị đánh trượt ở con bi số 4. Dương Quốc Hoàng cũng rất hay khi mà nhặt được hết cái hình bi vừa rồi.
Right, thi đấu thứ ba và chúng ta cùng đến với cú phá bi của Dương Quốc Hoàng. Oh, có ăn được bi nào không vậy? 3, 6, 9, đủ cả 9 con bi mục tiêu ở trên mặt bàn. Con này thì có lẽ là cố gắng đưa con bi chủ vào sau đầu con bi số 4 thôi. Chứ con này mà ghép 1, 8 luôn thì tôi nghĩ là không ai làm như vậy cả. Vâng, như vậy cú chạy cực kỳ vừa phải. Hai. Lực rất tốt đến từ Nguyễn Phúc Long. Vâng, một tình huống chạy đạn có chút may mắn. Cú này tôi cảm nhận là cực khó nha. Cực khó đấy các bạn ạ. Cái đường A1 bằng dài bên tay trái thì nó bị vướng con bi số 4, đương nhiên rồi. Thậm chí là vứt con 4 ra thì nó vẫn còn con 7 nữa. Còn cái đường A bằng ngắn gần này của các bạn thì nó đang bị vướng con bi số 9. Vâng, một cú đánh hình chữ Z của tay cờ Nguyễn Phúc Long ơi các bạn ơi. Hay. Quá hay các bạn ạ. Một đường đánh phải nói với các bạn là quá hiểu về bia. Vâng, bây giờ mặc dù ra con bi số 2 đường chém hơi mỏng nhưng mà vẫn có thể là ăn được. Không có vấn đề gì cả. Để mà xem là bây giờ anh chọn một cái đường mà không bị va chạm cái gì thôi. Qua khe giữa con 7 và cái băng dài bên tay trái kia. Tốt rồi. Hình bi được mở toang lên cho Dương Quốc Hoàng và có thể sẽ là 2-1. Giờ đây ra con bi số 3 má chém hơi mỏng. Nhưng mà tôi cảm nhận là vẫn có thể siết được lực. Đường ra mà va vào đầu 6 không biết thế nào đây. Ok, như vậy là không va vào đầu 6 rồi, tốt. Rồi, cú đẩy cú lê các bạn ạ, không biết là có đẩy thoát tay để va vào băng ngắn không. Rồi, vậy chính xác rồi. Một cú đẩy dài ngọn một chút. Rồi, con này đẩy cú lê lên thôi. Cứ một băng nhả ra một tí. Ồ, như vậy là đẩy thoát tay. Rất hay đến từ Dương Quốc Hoàng, cực kỳ tự tin được con bi số 6 vừa rồi. Chính xác là đánh xong round 2 này sẽ là bán kết và chung kết. Sau trận đấu này thì round 2 vẫn sẽ còn 3 trận thi đấu nữa. Cực đẹp cho bi số 9 rồi. Và sẽ là 2-1 cho Dương Quốc Hoàng. Vâng, hôm nay sẽ đánh bán kết chung kết luôn các bạn nhé. Ôi. Sao nhỉ? Trời ơi. Chịu chết bia rồi.
Nào, một cú cân bi của anh Phúc Long. Vâng ạ, quá hay. Trời ơi, quá đáng tiếc cho anh Hoàng, anh không thể ăn được con bi số 9 vừa rồi. Một con bi số 9 mà nó thực sự các bạn là quá quá dễ. Quá dễ thì đúng hơn. Giờ cô Hoàng vẫn cần thêm một chiến thắng nữa để có thể củng cố cái vị trí của mình và chắc suất vào vòng trong. Hiện tại thì anh mới có 6 điểm và tay cờ còn lại vẫn hoàn toàn có thể vượt qua anh được. Ba sáu tám, như vậy là ăn được một con bi nào đấy rồi các bạn ạ. Bi con cụ thể đây là con bi số 4. Được đấy, hình khá đẹp đấy các bạn ạ. Đánh con một này dựng một băng lên ra con được con hai lỗ giữa. Ôi ôi ôi, nỉ ơi dừng lại. Ok. Vâng, hay rồi, lấy được mã dưới cho bi số 3, bây giờ sẽ đẩy đường tự nhiên thôi, ra được con bi số 5. Sau đó rất có thể là một cái cú đẩy hai băng hay là... Vâng, chắc là đẩy hai băng đi. Đúng rồi, các quay đẩy hai băng ra 6 lỗ giữa. Khoảnh khắc thôi các bạn ạ, việc trượt con bi đấy thì nó cũng là khoảnh khắc thôi. Cũng như các bạn, tôi cực kỳ khó hiểu với cái cú đấy trượt vừa rồi của anh Hoàng. Hơi đáng tiếc. Vâng, lấy má rất tốt. Vâng, quá đẹp rồi. Bây giờ là một cái cú nhấn thôi các bạn ạ. Có lẽ là nhấn với một chút áp phải. Con bi chủ qua được khe giữa con 9 với cả cái băng dài kia và ăn 9 cùng lỗ với 8. Quá khéo. Rất hay. Ba một để cho Nguyễn Phúc Long, và thực ra là ở từ đầu trận đấu đến giờ thì anh đã đưa đi được 2 chấm trên tổng số 3 ván thắng. Một ván thì anh nhặt được một con 9 của anh Hoàng. Con 9 này cũng khá khoai khi mà phải cân, nhưng mà anh cũng thực hiện rất là tốt. Một cái nhận định cũng rất là vui, đó là lâu lâu anh Hoàng động viên anh em bia phong trào. Thật ra đúng hơn là động viên phong trào bia một chút, tri ân bằng những con bi bắn trượt.
Vâng, và chúng ta cùng nhau đến với rách thi đấu thứ 5. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về anh Nguyễn Phúc Long. Đây rồi, ăn được con bi số 1. Ghim được con bi cái khá hay nha, nhưng mà bây giờ thì ra cái đường khó rồi. Thôi thì đánh con 2 sang bên kia, con cái va vào con đầu con bi số 7 và hai con bi bị đuôi nhau bởi con bi số 3 cũng được. Con này mà ghép luôn thì hơi phiêu. Để xem Phúc Long chọn đường gì. Vâng, như vậy là một cái đường gạt mỏng. Có lẽ là chưa đủ. Bởi vì bây giờ Quốc Hoàng cũng có thể có cái phương án chạy đạn y hệt nếu như còn má mỏng vào con bi số 2. Vâng, vậy quyết định dúi con bi số 3 vào. Cú này thì hơi khó để chạy đạn với kiểu đặt bi rồi sượt mỏng 2. Với Phúc Long có lẽ đã báo ba bi ba sát băng. Rồi các bạn ơi. Cái này quen lắm này, cái hình ảnh này quen lắm đây này. Vâng, như vậy nhốt con bi số 9 vào cùng. Rất khó ạ. Bây giờ chỉ đơn giản là cuộc thi xem là ai đủ 3 lỗi trước thôi. Chúng ta ngồi như các bạn ngồi phía sau màn ảnh, các bạn cũng sẽ không biết được cái câu chuyện ở trên bàn thi đấu nó là như thế nào. Vâng, như vậy quyết định không gỡ 27. Như vậy là lỗi 2 rồi cho anh Long. Con bi số 2 này thì vẫn chưa sát băng. Một đường gạt mỏng. Một đường gạt mỏng thôi. Quan trọng là con bi chủ nó không quan trọng con bi chủ cho lắm. Chỉ lực nhẹ thôi, bi số 2 chạm băng là được. Vâng, vậy và vẫn chạm được con bi số 2. Và thậm chí còn đuôi lại luôn. Rất tốt đến từ của anh Nguyễn Phúc Long.
Rồi, vẫn chưa thể có đường tự nhiên cho bì số 2 này dành cho cả hai cơ thủ sau những cái lượt thi đấu vừa rồi. Vâng, đường chạy đạn rất hay. Lực phải nói là cực kỳ chuẩn chỉnh đến từ Nguyễn Phúc Long. Vâng, như vậy một cú nhảy đến từ anh Hoàng. Có lẽ là chuẩn bị ra phơi con hai này. Vâng, như vậy là chơi luôn, tuy nhiên thì không ra thuận lợi con bì số 3. Có lẽ sẽ một cái cú thủ ra sau con bì số 6. Vâng, lực rất tốt. Tôi vừa xem lại cái tình huống mà cơ thủ Nguyễn Phúc Long thắc mắc rồi. Thì Dương Quốc Hoàng có kéo con bi chủ về và không biết là cái con bi chủ nó có chạm vào phần đầu tẩy của Dương Quốc Hoàng hay không. Các bạn có thể tua lại và xem. Cái thời điểm khi mà anh Dương Quốc Hoàng muốn đưa con 9 vào. Ôi lỗi rồi. Đã lỗi đến từ Dương Quốc Hoàng. Cái gì đây? Như vậy là có lẽ là đường có bị số 5 nó không còn vào lỗ góc bên tay phải gần mặt này của các bạn nữa. Mà buộc phải đưa ra phương án là ghép 5-8 trong tình huống vừa rồi. Tình huống này khả năng cao là vẫn có thể ghép được. Chẳng qua là con bi chủ cái đường đi của nó hơi dài. Cũng trong ván đấu này các bạn tua lại đâu đấy cái đoạn chạy đạn con 9 và con 2 gì đấy thôi. Cái việc mà một tay cơ khiếu nại thắc mắc thì nói thật với các bạn nó là chuyện bình thường của Bia, chả có vấn đề gì cả. Còn tất nhiên rồi, quyết định cuối cùng là quyết định của trọng tài.
Một combi 9 cuối cùng rất là dễ và sẽ là 4-1 dành cho anh. Chính xác, 4-1. Dành cho những bạn nào vẫn đang thắc mắc là phải chạm cái phần boiler và con bi thì mới là lỗi hay là chạm phần đầu tẩy, thì người ta có nói là tip các bạn ạ. Trên luật người ta nói là tip. Thì tip là toàn bộ cái phần đó luôn, bao gồm cả mặt bên lẫn cả đỉnh của cái đầu cơ. Các bạn có thể xem tham khảo thêm ở những cái luật của WNT hay là WPA thì nó đều có ghi như vậy. Tất nhiên rồi, quyết định cuối cùng vẫn là quyết định của trọng tài mà thôi. Một cú phá không thành công. Con bi số 1 này hoàn toàn có thể ăn được. Và không biết là anh Hoàng có siết được cái lực để ra được hai lỗ giữa không. Vâng, quá tốt đây. Vậy là anh ấy điều hẳn bi số 2 và lỗ góc cùng lỗ bi số 1 luôn cho nó thoát tay. Khá hay đấy các bạn ạ. Và bây giờ cú trích để về má đẹp cho bi số 3, thì liệu con bi chủ nó có bị rơi xuống cái lỗ giữa bên tay trái hay không, hay chỉ đơn giản là một cái cú ủn lên lấy góc vách cho bi số 3, nhưng mà như vậy sẽ cực kỳ là khó để ra bi số 4. Vâng, như vậy là đã thấp đầu gậy từ anh Hoàng. Rất hay. Né cực dẻo của con, né cực dẻo khỏi cái lỗ giữa bên tay trái. Vâng, cú này có thể đẩy một băng và ra 8 lỗ góc xa cũng được. Đẩy hai băng để ra con bi số 8 cùng lỗ cũng được. Làm gì cũng hay các bạn ạ. Ôi, vâng, như vậy vẫn là một cú đẩy một băng. Tôi nhìn cái đường con bi cái chạy tưởng nó sẽ đi di chuyển thêm một quãng nữa cơ. Vâng, bây giờ là một cái cú nhấn thôi, và sau đó sẽ ăn con bi số 9 vào lỗ giữa bên tay phải màn ảnh của chúng ta. Và như vậy tỷ số sẽ được rút ngắn, số còn 2-3 dành cho anh Hoàng. Hay. Thank you.
Ở giải đấu này thì các bạn chỉ có thể đến đây xem theo hai cách, đó là chơi mini game trên fanpage, và cách thứ hai đó là tới thông qua dạng vé mời. Giải đấu này không bán vé và cũng không cho vào thoải mái. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phục vụ phát sóng tất cả mọi trận đấu. Chính là ngồi nhà như anh em lại hay. Hiện tại đang diễn ra song song 3 trận đấu và các bạn chỉ cần bật 3 cái màn ảnh thôi là được xem toàn bộ giải đấu này rồi. Góc quay có khi còn là ổn hơn với các việc các bạn ngồi ghế. Vâng, một cú phá không ăn được con bi nào của Dương Quốc Hoàng. Vâng, một cú đẩy an toàn. Cú này không nào nhường rồi. Nếu mà nhìn thấy mặt con bi số 1 thì sẽ không nhường. Hơi sai lực một chút và bây giờ phơi ra nguyên đường chặt và mỏng có bị số 1 đấy cho anh Long. Vâng, các bạn có thể bật 3 màn hình để xem 3 trận đấu. Và các bạn chỉ cần bật tiếng của một ông thôi, ví dụ như bật tiếng của mình thôi chẳng hạn. Không cần bật tiếng mấy ông kia đâu. Nào, cùng xem một cái cú đẩy của Lê một băng của anh Long. Vâng, hiện một cú đẩy hai băng. Cái đường vừa rồi suýt chữa thì vào mặt con bị số 8. Vâng, lực vẫn hoàn toàn là ổn để cho anh Phúc Long. Má con bi số 6 vẫn ok. Vâng, một cú thấp đầu gậy đương nhiên rồi. Xòe ra cái chỗ băng dài bên tay trái kia. Đẹp lắm rồi. Còn hai con bi nữa thôi. Sau khi ăn con 7 này xong thì tỷ số sẽ được nâng lên thành 4-2 dành cho Nguyễn Phúc Long. Giữa các bạn 5-2. Một con 9 cuối cùng. 5-2 rồi. Phúc Long đang khá gần với chiến thắng.
và thi đấu thứ 8, tỷ số 5-2. Như vậy là không ăn một copy nào. Đường cắt mỏng của bi số 1 này là có. Dựng một băng lên không vướng có 5 đâu. Chơi thôi. Chỉ sợ là sau đấy hơi tai nạn là va vấp gì đó. Hay là lực sai bị đuôi sau con bi số 4 hoặc con bi số 8. Cú đánh tốt các bạn ạ. Quá hay. Hơi cò tay một tí. Không, cò tay con này khá nguy hiểm. Con này có lẽ nhờ sự trợ giúp của Tuấn Con thôi. Với cái cú đánh 9 giờ mà Tuấn Con thì đã bị loại khỏi giải rồi. Cái áo thi đấu của Tuấn Con còn không được thấm mồ hôi của ngày thi đấu thứ 2. Được rồi. Quá nghệ. Quá nghệ đến từ anh Dương Quốc Hoàng. Nhưng mà hơi lỗi má. Thôi thì đẩy lên, cứ đẩy lên thôi. Và tí trị 9 cũng được. Trời ơi, chắc chắn là một highlight của giải đấu. Chắc chắn là một highlight của giải đấu các bạn ạ. Vua của Karom. Vâng, sẽ là một cú thấp đầu gậy với áp phải. Còn cái trô về. Không biết là có phạm luật không nhỉ các bạn nhỉ? Một cú tạch gậy của anh Hoàng. Có lẽ là đã cài cái áp phê ra đồng hồ ngoài nó quá nhiều. Trời ơi, sau hai bát cơm là một tình huống không tốt của anh Hoàng. Con này nếu mà có đường cân 5 là cũng chơi đây. Bởi vì sau đó có thể là con bi cái sẽ vào bi số 8 và chấp nhận là đánh bi số 6 đường xa. Với cái việc mà đặt mỏng như thế này thì chắc là thôi. Hay, một đường chạy đạn hay. Rất giống với cái meta chạy đạn bây giờ mà chúng ta thường thấy ở những giải đấu WNT. Và một cú nhảy đường xa của anh Hoàng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, chạy đạn tốt. Hơi may mắn. Rồi luôn. Đường chạy đạn này chắc chắn là tốt. Có lẽ là cầm gậy nhảy vào tiếp nếu mà như mà không có đường. Nhảy thôi. Hoặc thích thì A bằng cũng được. À, một bằng ăn 5 luôn. Cái cuốn 2 bằng chạy về 6. Vâng, chúng ta xem liệu cái bài thi này của anh có đạt thủ khoa trường năng khiếu hay không các bạn ạ. Không thành công rồi. Có lẽ là hết cái điểm đặt đầu gậy ở dưới tâm bi này cho anh Long. Ừ.
Ồ, tình huống rồi mà ăn được con bi số 5 thì đúng là điều bằng mom đấy các bạn ạ. Vâng, tình huống này có thể chạy đạn như anh Long cũng được, đó là gạt vào con bi số 5 cho 5 1 băng 2 băng gì đấy. Chính xác rồi. Chưa đủ các bạn ạ. Có lẽ là chưa đủ. Có lẽ là vẫn còn đường để ăn con bi số 5 lỗ giữa. Khá khó hiểu, khá khó hiểu anh em ạ. Thôi thế này thì có lẽ là điểm số dành cho anh Hoàng rồi. Còn ba con bi để anh Dương Quốc Hoàng rút ngắn tỷ số xuống còn 3 năm. Ba con bi thôi các bạn ạ, ba con bi cực dễ luôn nha. Lực cực đẹp. Vâng, tỷ số đang là 3 năm thuộc về anh Hoàng. Điểm số thứ ba cho Hoàng sao. Ăn được một bi các bạn ạ, nhưng mà không có đường cho bi số 1. Hơi đáng tiếc. Bây giờ có lẽ là ủn nhẹ con cái qua khe 24 thôi. Ủn nhẹ một tí chút. Con này nếu như mà A băng dài bên tay phải thì cái rủi ro chết cái nó cao quá. Hơi sợ các bạn ạ, hơi sợ. Tất nhiên là trình độ anh Hoàng thì anh ấy vẫn có thể nắn nót một cái gì đấy và vâng. Như như tôi đã nói rồi, đẩy qua khe 24 để có gì được nhường lại thì còn có cái đường A bằng con bi số 1. Rất hay, một cú kick and stick hay của Nguyễn Phúc Long. Cầu thủ Phạm Phương Nam đang dẫn Lưu Trí Dũng với tỷ số 6-2. Đỗ Thế Kiên đang dẫn 6-4 trước Đặng Thành Kiên. Như vậy là đã có hai trận đấu liên hưu. Để xem nào.
Vâng, một cái cú A2 băng của anh Hoàng cũng kick air stick đi. Làm điều tương tự. Có lẽ là phơi rồi, vâng chính xác là phơi, thậm chí là còn có cái chỗ đặt cầu tay cho anh Long. Số lượng đầu gậy ở trên bi cái ở thời điểm này vẫn có nhiều. Khi mà con bi chủ nó ra cái phần lỗ giữa kia. Vâng, hơi thoát tim. Con này thấp đầu gậy thôi, một băng dựng lên. Dễ rồi, có lẽ là điểm hưu cho anh Long. Quan trọng nhất là anh có làm được hay không. Hay là một cú đẩy xịt nhẹ đây. Ôi. Không thành công, cực kỳ đáng tiếc. Cú này giữa Quốc Hoàng vẫn có thể chọn cân được nha. Hoặc là nếu con đường có bị số 2 vào lỗ giữa nó sáng thì là chơi rồi. Vâng, có lẽ là giữa Quốc Hoàng quyết định là chọn hai lỗ giữa. Hai ba băng gì đó, nói chung là phải qua được mặt con bị số 5. Như vậy là anh muốn đẩy áp phê phải á? Có lẽ là anh muốn đẩy áp phê phải các bạn ạ. Hay. Một tình huống chơi chính xác của Dương Quốc Hoàng. Chịu rồi, tình huống đó anh Long đánh trượt thì phải chịu thôi các bạn. Có đấy đầu gậy cũng hơi khó chịu một tí. Cái má mép nó hơi khó chịu một tí để mà chọn cái đầu gậy và đúng lực để từ con bi số 2 dựng lên đẹp con bi số 3 nữa. Anh Long tình huống đấy chắc anh ấy... hơi sai má một tí tẹo anh em ạ, hơi sai má một tí tẹo. Hơi sai má một tí tẹo. Vâng, vẫn là tốt. Không, tình huống anh Long đánh trượt sao các bạn lại bảo là tôi phải vui. Tình huống đó tình huống đáng tiếc thôi. Còn nếu như mà người khác đánh trượt, ví dụ như là một tay cơ đánh tay trái nào đấy, đánh trượt con đó thì mới cảm giác tiếc. À, mới cảm giác là không tiếc chứ. Còn anh Long đánh trượt thì cũng thấy bình thường. Nó là cơ hội cho anh Hoàng thôi. Hơi khó hiểu, chỉ qua hơi khó hiểu một chút là tại sao anh Long lại đánh trượt được con bi như vậy. Anh Hoàng bắt đầu trở lại đây, 4-5. Mong là cả hai anh dồn nhau đến cái đoạn 6 đều đi. Cho nó căng thẳng. Đây, tôi kể cho các bạn nghe. Ngày hôm qua tôi có comment vào post của một tay cơ đánh tay trái của Việt Nam tham gia giải đấu này. Thì xong rồi anh ấy bảo với tôi là áo còn chưa kịp được thấm mồ hôi của ngày thi đấu thứ hai. Cái áo của ngày thứ hai còn chưa được mặc. Thì đã phải ra về bằng taxi và cầm tiền lau nước mắt rồi. Giải đấu này nếu như các bạn chỉ cần tham gia thôi thì đã có ngay 25 triệu. Đây rồi, cú phá đã ăn được con bi mục tiêu số 1.
Ồ. Có lẽ là hơi tự tin đấy các bạn ạ. Hơi tự tin là tình huống đánh có bị xóa rồi, nhưng mà cũng thật ra cũng chả còn cách nào khác cả. Tình huống đấy là bắt buộc phải chơi thôi. Không, thật ra là các bạn cầm 25 triệu thì các bạn cũng phải quay đi quay podcast. Các bạn vẫn phải đi chụp hình. Đại khái là tất cả các bên thì đều có lợi cả. Hợp tác phát triển và xây dựng. Vâng, một cú chém của vị số 2 và quá mỏng ạ. Liệu có điểm hưu dành cho anh Long hay không? Vâng, cú đẩy cực kỳ tin tay. Rồi, cái má bi này không biết anh đẩy cú lên một băng hay là ép hai băng đây. Ép hai băng coi chừng má nặng đánh trượt nha. Sợ nhất cái điều đấy luôn đấy các bạn ạ. Rồi, dễ lắm rồi anh em ạ. Thế này thì ai cá gì tôi cũng cá. Sẽ là 6-4 này cho Nguyễn Phúc Long. Quá dễ rồi. Sẽ có điểm số thứ 6 cho anh Long. 6-4. Vâng, với cái bàn thi đấu này mà tôi đang bình luận cho anh em thì không những anh em nghe tiếng bi rất hay mà anh em còn nghe được tiếng bình luận của bình luận viên Anh Quang. Nếu mà Dương Quốc Hoàng để thua trận đấu này thì thứ tự trên bảng xếp hạng sẽ có sự xáo trộn. Khi mà tay cờ Đỗ Thế Kiên trước đó vừa giành chiến thắng thì cũng sẽ vươn lên. Vâng, như vậy anh Đỗ Thế Kiên đã giành chiến thắng 7-4 cho anh Đặng Thành Kiên. Chưa thể nào ăn được con bi số 1 nhưng mà cũng ăn được con bi số 6 đấy các bạn ạ. Ở đây không có góc cam trần để chúng ta nhìn được cái má con bi số 1 này, nhưng mà tôi cảm nhận là còn. Còn đường ăn đấy ạ. Còn nếu mà chỉ còn đường chạm thôi thì gạt mỏng và nó cũng được, đưa nó về cái phía băng ngắn ở xa màn ảnh kia. Rồi luôn. Vâng, một cú ủn nhẹ ra con bi số 3, lấy má lệch một tí rồi đẩy cú lê hai băng ra con bi số 4. Trồ về một tí tẹo ra con bi số 5, đứng cái thôi ra con bi số 5. Hết hết hết, hết hình rồi anh em ạ. Vâng, với cái má vách này thì có thể đánh một băng ra thẳng ở bi số 4 luôn, chứ không cần phải đẩy cú lê hai băng.
Anh em thấy âm thanh có đã không? Anh em đang được nhập tâm vào đúng cơ thủ luôn. Ở câu lạc bộ này đang có cái tiếng gì thì các bạn nghe thấy đúng từng đấy âm thanh luôn các bạn ạ. Đúng rồi, gần như là endgame. Như vậy là với cái việc thua, nếu mà thua ở trận đấu này thì anh Đỗ Thế Kiên sẽ vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Âm thanh phải nói thực sự với các bạn là âm thanh ở đây cực kỳ sống động. Rồi, như vậy thì chúc mừng anh Long đã có chiến thắng trước Dương Quốc Hoàng và thứ tự bảng xếp hạng của chúng ta chính thức được xáo trộn. Đỗ Thế Kiên đang đứng ở vị trí thứ nhất với 7 trận thắng. Hoàng Sao đang có 6 điểm, Phạm Phương Nam 5 điểm, Nguyễn Phúc Long 5 điểm, Đặng Thành Kiên và Lương Chí Dũng đang xếp ở hai vị trí cuối cùng thứ 5 và thứ 6 với 4 và 3 điểm. Thưa quý vị khán giả thân mến, hẹn gặp lại các bạn vào 15 phút nữa với những diễn biến tiếp theo của lượt thi đấu thứ 3.